Cô gì ơi, cô có sao không? Ờ, Bi Tan. Trong quẻ nói là hai vợ chồng cậu sắp có biến cố xảy ra với một trong hai người rồi đấy. Tôi vẫn chưa có ai cả, kể từ ngày chia tay cậu ấy. Cảnh anh Toàn và bạn học cũ, hai người đi cà phê nói chuyện vui vẻ với nhau. Khốn nạn. Xem tự tiện thế. Anh nói đi. Lần này anh cũng không biết cô ta là ai sao? Cô ta là ai mà lại gửi cho anh những cái bức ảnh như thế? Em có thể nào dừng hỏi những câu hỏi như vậy được không? Anh cũng đang muốn biết người đó là ai đây. Anh thật sự không biết sao? Đúng vậy, anh không biết. Em nghi ngờ anh nữa đấy à? Nếu không có gì mờ ám ấy, thì tại sao anh phải xóa đi? Anh sợ tôi làm gì người đó của anh à? Anh xin em đấy, bớt đa nghi lại được không? Anh chỉ không muốn em thấy những tin nhắn đó rồi em lại nghĩ linh tinh thôi. Nếu như anh không biết ấy, hoặc anh giả vờ không biết ấy, thì để tôi nói cho anh biết này. Đây chính là bạn học cũ, cũng là người yêu cũ, là My đúng không? Em nói cái gì? Sao em biết My? Em trong việc điều tra anh đấy à? Em làm vậy để em gì? Tôi biết ngay là anh sẽ nói như thế mà. Anh có thể cười với cô ta, nhưng anh lại cáu gắt với tôi. Anh nói là anh lúc nào cũng bận rộn với tôi, nhưng mà anh lại có thời gian đi cà phê với cô ta. Vì sao anh lại như vậy chứ? Vì em luôn chất vấn anh, luôn nghi ngờ anh rất mệt. Anh mệt mỏi á? Một mình anh mệt mỏi à? Còn tôi thì không mệt mỏi à? Anh tự xem đi. Dương, nghe anh nói đã. Dương, em mở cửa ra đi, mình nói chuyện với nhau. Dương, anh thừa nhận là giữa anh và My từng có mối quan hệ tình cảm với nhau, nhưng mà đó chỉ là tình cảm học trò thôi. Bây giờ bọn anh chỉ là bạn bè mà. Dương, mở cửa ra đi, nghe anh nói đã. Dương ơi, nhanh đến công ty đi. Cô gái đấy đến tận công ty, vào cả phòng chủ tịch, cả hai đóng cửa trong đấy mà nghe đâu ấy không bình thường đâu. Không ngờ bí mật như vậy mà cậu lại biết được. Bí mật gì chứ? Đưa đây. Dương, em tới khi nào đấy? Sao nói cho anh biết? Đồ trơ trẽn! Tôi đã nói với cô là việc gì cũng có giới hạn thôi mà. Tôi không phải là loại người dễ bắt nạt như thế đâu. Bình tĩnh đã, nghe anh nói đã. Dương, anh và My chỉ đang... Lại còn đang cái gì? Đang... Nào! Tôi phải giết cô! Cô ta đúng một con đồ mà. Cô lại đánh cậu đến mức này nữa chứ. Thì cô ta cũng đánh đau có kém đâu. Nếu anh ấy không ngăn ấy, thì chắc là tôi đã cho cô ta biết tay rồi. Thời buổi này cũng hay thật đấy. Tiểu Tam lên ngôi còn dám đánh ra chính thất nữa. Cũng tại tôi chọn sai người. Anh ấy... Nếu như mà anh ấy không mở đường ấy, thì cô ta cũng đâu có cơ hội đâu. Cậu nói cũng đúng. Anh ấy nghĩ đến người khác thì chắc là trong lòng đã không còn tình cảm với tôi rồi. Chắc cũng vì tôi khó có con. Nhưng mà chuyện vợ chồng của cậu ấy không hòa hợp hay sao? Cũng có, nhưng mà không hiểu sao mãi chưa thấy. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ly dị. Ly dị á? Nhưng mà
sao lại thế? Tớ đau đầu quá. Cậu có mang thuốc mà tớ mua cho cậu không? Đau đầu quá trời. Ở kia, ở kia. Đây, uống đi. Nó sẽ không sao đâu. Em đang làm gì đấy? Có rảnh không? Em đang rảnh ạ. Anh đang buồn à? Ừ. Anh có thể gặp riêng em lúc này được không? Gặp riêng ý ạ? Ừ. Ở nhà em được chứ? Vâng, em sẽ chuẩn bị cơm. Mình cùng ăn trưa nhé. Có chuyện gì mà anh lại đến nhà em thế? Hay là anh và Dương lại cãi nhau à? Ừ. Anh có chuyện muốn nói. Mặc dù em là bạn thân của Dương, nhưng mà anh chán vợ anh lắm rồi. Cô ấy bây giờ khác xưa nhiều lắm. Tính tình cộc cằn, khó tính, không còn dịu dàng, nhẹ nhàng như ngày xưa nữa. Thay đổi nhiều quá. Anh chán vợ á? Em cứ tưởng là chỉ có Dương chán chồng thôi. Không ngờ anh cũng chán vợ à? Xem ra là anh và Dương... Để so với em thì bây giờ cô ấy một góc cũng chẳng bằng. Linh này, anh đã để ý đến em từ lâu rồi. Anh nói gì thế ạ? Chẳng phải là em cũng thích anh sao? Sao cơ ạ? Chính em là người đã bí mật nhắn tin mùi mẫn cho anh và gửi ảnh tình cảm cho anh mà. Chắc là anh nhầm người rồi ạ. Em... Đây, cái nốt ruồi này chính là nó đấy. Ngày hôm nay mình hãy thành thật với nhau đi. Đằng nào Dượng nói với anh rồi là sẽ ly hôn với anh. Nếu như mà anh đã phát hiện ra tình cảm của em thì... Đúng rồi ạ, chính là em. Nhưng tại sao em phải làm như vậy chứ? Bởi vì anh đã là chồng của người ta rồi, lại còn là chồng của bạn thân em nữa chứ. Cho nên em chỉ có thể làm như thế thôi. Làm sao mà em bắt bản thân mình ngừng yêu anh được? Em không thể lừa dối bản thân mình như thế được. Linh, em biết là anh cần một đứa con, nhưng mà Dương không làm điều đấy cho anh. Nhưng mà em thì có thể. Nhưng tại sao em lại biết Dương không thể có thai chứ? À, tại vì Dương kể cho em ạ. Nếu như mà chỉ nghe Dương kể thì em cũng đâu có thể tin chắc như vậy được. Chuyện đó. Đó là bởi vì Dương đã uống thuốc đau đầu và thuốc ngăn ngừa thai mà cô đã đưa cho, nên là khó có con đúng không? Cô nói cái gì đấy?
tại sao hai người lại ở đây? Tôi đã mang những cái thuốc đó cô đưa để đi kiểm tra thành phần. Và trong đó có thuốc ngăn ngừa có thai và cả thuốc dành cho người bị tâm thần, bọc dưới cái lớp vỏ là thuốc bổ. Đồ khốn ạ! Tôi lúc nào cũng coi cô như là chị em ruột của mình, lúc nào cũng giúp đỡ cô. Vậy mà cô nỡ lòng nào? Cô Dương, tôi không có. Cậu còn chối ra. Tất cả những thứ mà cậu thừa nhận với anh Toàn vừa nãy, tôi đã nghe thấy hết rồi. Cả việc cậu đưa thuốc cho tôi cũng nghĩ là, tôi tin là cậu giúp đỡ tôi. Nhưng mà không thể ngờ rằng cậu lại muốn hại tôi, không thể có con với chính chồng của mình, còn mua thuốc tâm thần cho tôi uống để hại tôi, muốn tôi bị điên nữa. Cậu... Hóa ra các người làm như thế là để vạch trần bộ mặt thật của tôi à? Cô diễn rất tốt, khiến cho vợ chồng tôi không thể ngờ được rằng cô âm mưu phía sau nhằm chia rẽ vợ chồng tôi. Tại sao anh lại biết đó là tôi? Cái nốt ruồi của cô vốn dĩ ngay từ đầu tôi không để ý đâu. May mà nhờ có My, tôi mới phát hiện ra được. Dương nhìn thấy ảnh này rồi cô ấy phát điên lên, chẳng không thèm nhìn mặt mình nữa. Còn đây là thuốc mà Dương đang uống đây. Càng ngày tính khí của Dương càng nóng nảy, lúc nào cũng khó tính và nghi ngờ, mất kiểm soát. Dương thay đổi nhiều quá rồi. Đó là cô ấy đang bị rối loạn lo âu, đang nghi ngờ cô ngoại tình đấy. Mà khoan đã, người này sao vậy? Cái này mình thấy quen quen. Chẳng lẽ là chị ta? Này, như thế người ta gọi là trơ trẽn đấy. Chẳng hạn như là giật chồng ấy. Cô! Vậy thuốc này là vợ cậu tự mua hay là ai đưa cho? Là Linh, bạn thân của Dương đặt mua cho. Mà sao vậy? Cậu đang nghi ngờ Linh à? Ừ. Tại vì hôm qua tôi nhìn thấy cái nốt ruồi này ở trên lưng cô ta vào quán cà phê. Tôi thấy là cô ta là một người hai mặt chứ không hề đơn giản đâu. Và cậu nói là dạo này Dương cũng đang có dấu hiệu bất thường. Trùng hợp là nó cũng là dấu hiệu của bệnh thần kinh. Nếu như mà tôi đoán không lầm thì chắc chắn thuốc này sẽ có vấn đề. Thuốc này có vấn đề sao? Cũng có lý nhỉ. Từ trước tới giờ tôi không hề nghi ngờ bản thân của Dương. Nhưng mà sắp xếp lại các trình tự theo như cậu nói thì đúng là Dương thay đổi khá nhiều khi gặp lại Linh đấy. Không phòng bị người thân bên cạnh cũng đúng. Nhưng mà Dương sẽ không tin đâu. Bây giờ Dương đang nghi ngờ tớ và chỉ nghe theo lời của Linh thôi. Với cả mình cũng chưa chắc được là do Linh làm. Hay là bây giờ như thế này đi, tôi sẽ đem thuốc này đi kiểm tra thành phần bên trong nó. Còn nhiệm vụ của cậu ấy là phải dụ rắn ra khỏi hang. Ý cậu là sao? Cô nghĩ rằng dùng những thủ đoạn như vậy nó có thể khiến tôi để mắt tới cô sao? Đúng. Tôi đã nghĩ là khi mà anh mệt mỏi thì anh sẽ tìm đến tôi. Cô nên biết một điều rằng những gì thuộc về mình thì sẽ mãi là của mình. Còn những gì không phải là của mình ấy thì dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có được đâu. Tôi yêu vợ tôi, và dù cho cô ấy gặp chuyện gì đi chăng nữa, đau ốm à, bệnh tật à, vô sinh, cô ấy vẫn sẽ là vợ của tôi. Cô hiểu chưa? Anh Toàn nói hay lắm. Anh đúng là mẫu người đàn ông mà tôi thích đấy. Nhưng mà rất tiếc là anh chọn cô ấy chứ không phải tôi. Bây giờ mọi việc còn lại, những việc làm cô hãm hại vợ tôi đã có đủ bằng chứng hết rồi, đủ để kiện cô ra tòa rồi. Nhưng mà có kiện cô hay không thì để vợ tôi quyết định đi. Chúng ta đều từng lớn lên cùng nhau, đều là bạn bè, đều xuất phát điểm như nhau. Nhưng mà tại sao cậu lại may mắn hơn tôi? Còn tôi thì không. Tôi có gì thua kém cậu à? Tất cả mọi thứ cậu đều hơn tôi, nhưng chỉ có sự chân thành là cậu thua tôi thôi. Cậu quá tham lam và ích kỷ.
được. Cậu hả hê lắm chứ gì. Cậu muốn nói gì, muốn làm gì ấy, thì làm đi. Đừng có lên mặt với tôi như thế. Chuyện cậu âm thầm hại sức khỏe của tôi sẽ không truy cứu nữa. Cậu định tha thứ cho tôi thật à? Nhưng thay vào đó ấy, thì tình bạn giữa tôi và cậu sẽ không còn nữa. Cậu tự biết là mình phải làm gì rồi đấy. Được, tôi sẽ rời khỏi công ty. Tôi sẽ trả lại hết tất cả những gì mà cậu đã cho tôi. Tốt lắm. Cậu nên sống tốt hơn. Bởi vì chỉ có tôi tha thứ cho cậu thôi, còn người khác thì không. Tôi đã sai quá rồi. Cảm ơn cô. Xin lỗi đã hiểu lầm cô và... Thôi, không có gì đâu. Chi bằng cô giới thiệu cho tôi một anh đẹp trai nào đấy đi. Tôi thấy hai người hạnh phúc quá, tôi cũng muốn kết hôn rồi. Vậy tôi sẽ... Thôi không cần đâu. Tôi nghĩ là mình không muốn kết hôn nữa. Độc thân cho khỏe. Vậy bây giờ để chúng tôi đưa cô về nhé. Thôi, không cần đâu. Tôi có chân, tôi tự về được. Hai người chắc cũng cần không gian riêng để nói chuyện với nhau sau một quãng thời gian hiểu lầm như thế đúng không? Bye bye, hẹn gặp lại. Sao anh không lái xe đi? Chút nữa giờ mình đi. Em xin lỗi. Anh mới là người phải xin lỗi mới đúng. Anh vì mải mê công việc công ty cho nên không để ý tới em, không quan tâm đến sức khỏe của em và các mối quan hệ xung quanh em, cho nên mới có chuyện như vậy. Không sao đâu, từ bây giờ tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Anh sẽ quan tâm tới em nhiều hơn và đồng hành cùng em trong tất cả mọi việc. Và mình sẽ mong có em bé nhé.